không thành khẩn, cựu phó chánh văn phòng thường trực ban chỉ đạo 389 bị đề nghị án chung thân. Xét thấy cựu đại tá Nguyễn Thế Anh, cựu chỉ huy trưởng biên phòng Kiên Giang, cựu phó chánh văn phòng thường trực ban chỉ đạo 389 quốc gia không thành khẩn khai báo. Phản bác cáo trạng, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đề nghị tòa áp dụng các tình tiết tăng nặng đối với bị cáo này. Sáng ngày 14 tháng 7, đại diện Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương nêu quan điểm luận tội 14 bị cáo trong vụ án buôn lậu, nhận hối lộ, tổ chức người đi nước ngoài trái phép và không tố giác tội phạm. Theo đó, Viện Kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Lê Văn Minh, cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển 4, mức án 15 đến 17 năm tù về tội nhận hối lộ, cùng tội danh trên. Người đồng cấp của ông Minh là Lê Xuân Thanh, cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển 3, bị đề nghị 15 năm tù. Riêng bị cáo Nguyễn Thế Anh, cựu đại tá, chỉ huy trưởng biên phòng Kiên Giang, cựu phó chánh văn phòng thường trực ban chỉ đạo 389 quốc gia, bị đề nghị mức án chung thân về tội nhận hối lộ và tổ chức cho người đi nước ngoài trái phép. 11 bị cáo còn lại bị Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đề nghị các mức án từ 24 tháng tù treo đến 18 năm tù giam. Theo Viện Kiểm sát, bị cáo Lê Văn Minh trước khi phạm tội là quân nhân mang quân hàm cấp tướng, có nhân thân tốt. Tuy nhiên, bị cáo đã nhận hối lộ bảo kê cho hành vi buôn xăng lậu. Quá trình điều tra và xét hỏi tại tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời giao nộp lại khoản tiền hối lộ quá trình công tác có nhiều bằng khen nên cần xem xét giảm nhẹ hình phạt. Tương tự, quá trình điều tra, bị cáo Lê Xuân Thanh đã thành khẩn khai báo và nộp toàn bộ số tiền hối lộ của mình khi còn công tác có nhiều thành tích xuất sắc nên cần thiết giảm nhẹ án. Đối với cựu đại tá Nguyễn Thế Anh, quá trình xét hỏi, bị cáo không thành khẩn khai báo, phản bác cáo trạng về hành vi nhận hối lộ. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử áp dụng các tình tiết tăng nặng hình phạt. Theo cơ quan truy tố, từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, Phan Thành Hữu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn TM Phan Lê Hoàng Anh cùng đồng phạm buôn lậu gần 200 triệu lít xăng, trị giá khoảng 2.900 tỷ đồng. Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương cáo buộc Phùng Danh Thoại, cựu đại tá, trưởng phòng xăng dầu, Cục Hậu cần Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển góp số vốn 5 tỷ đồng để cùng nhóm của Hữu buôn lậu xăng từ nước ngoài đưa vào Việt Nam tiêu thụ. Tính đến thời điểm bị phát hiện, ông Thoại cùng với nhóm của Hữu buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng RON 95 II với tổng trị giá gần 2.800 tỷ đồng, trong đó đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít. Hữu được hưởng lợi 105 tỷ đồng, ông Thoại hơn 22 tỷ đồng. Ngoài ra, để thực hiện việc buôn lậu xăng với số lượng lớn trong thời gian dài mà không bị kiểm tra bắt giữ, Hữu và đồng bọn thống nhất chi hối lộ cho nhiều cá nhân thuộc lực lượng cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, cảnh sát giao thông. Trong đó, hai cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển Lê Văn Minh và Lê Xuân Thanh lần lượt nhận hối lộ 6,9 tỷ đồng và 1,8 tỷ đồng. Nguyễn Thế Anh nhận 560.000 USD và 6,2 tỷ đồng. Phạm Văn Trên, cựu chỉ huy trưởng biên phòng tỉnh Trà Vinh nhận 1 tỷ đồng. Đối với nhóm tội nhận hối lộ, ông Lê Văn Minh, cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển 4, bị đề nghị 15 đến 17 năm tù. Người Lê Xuân Thanh, cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển 3, bị đề nghị 15 năm tù. Bà Phan Thị Xuân, vợ bị cáo Lê Xuân Thanh, bị đề nghị 24 đến 36 tháng tù treo. Cựu thượng tá Nguyễn Văn Hùng, đồn trưởng biên phòng cảng Trường Long Hòa, tỉnh Trà Vinh, bị đề nghị 17 năm tù. Cựu đại tá Phạm Văn Trên, chỉ huy trưởng biên phòng tỉnh Trà Vinh, bị đề nghị 9 đến 11 năm tù. Cựu trung tá Nguyễn Thanh Lâm, hải đội trưởng 2 thuộc biên phòng tỉnh Sóc Trăng, bị đề nghị ngày 10 tháng 12 năm tù. Cựu thượng tá Lê Văn Phương, phó trưởng phòng cảnh sát giao thông công an Trà Vinh, bị đề nghị 3 đến 4 năm tù. Cựu thiếu tá Lưu Thế Đức, phó đoàn trưởng trinh sát 2 và cựu thượng úy Sơn Hoàng Ngự, nhân viên đồn biên phòng cảng Trường Long Hòa, cùng bị đề nghị 4 đến 5 năm tù. Bị cáo Nguyễn Văn An 17 đến 18 năm tù, Phạm Hồ Hải 78 năm tù. Đối với tội không tố giác tội phạm có bị cáo Cao Phước Hoài bị đề nghị mức án 6 đến 7 tháng tù. Riêng cựu đại tá Phùng Danh Thoại, cựu trưởng phòng xăng dầu của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, bị đề nghị 7 đến 9 năm tù về tội buôn lậu. Cuộc giao kèo giữa cựu phó chánh văn phòng thường trực 389 quốc gia. Lộ chân tướng HG cung cấp thông tin cho bà Nguyễn Phương Hằng. Khai với cơ quan điều tra, HG Nhâm Hoàng Khang thừa nhận đã xâm nhập tài khoản Facebook đạo diễn Hoa Hạ, sau đó cung cấp cho thông tin qua Zalo cho bà Nguyễn Phương Hằng. Như Tiền Phong đã đưa tin, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nhâm Hoàng Khang, sinh năm 1987, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM, về tội cưỡng đoạt tài sản. Nạn nhân của HG này là chủ sàn tiền ảo Tiris, bị chiếm hưởng hơn 400 triệu đồng. Cáo trạng cho biết,
Ông VNC là chủ website https://t.rex.ang.rex.ang.rex.ang.rex tại Việt Nam. Mục đích của T-Rex là tạo ra không gian để người có nhu cầu mua bán các đồng tiền mã hóa gồm Bitcoin, ban tổ chức Ethereum, ETH, USDT kết nối với nhau, thực hiện giao dịch mua bán và sàn T-Rex sẽ thu phí dịch vụ. Cuối tháng 10 năm 2020, Nhâm Hoàng Khang dùng điện thoại di động truy cập vào sàn T-Rex đăng ký mở nhiều tài khoản. Phát hiện sàn T-Rex có nhiều lỗi có thể lấy được thông tin tài khoản của người khác, nên ngày 1 tháng 11 năm 2020, Nhâm Hoàng Khang chiếm quyền điều khiển với tài khoản của nhân viên sàn T-Rex, chiếm đoạt số USDT có giá trị giao dịch trên sàn tại thời điểm đó là 685 triệu đồng. Khi kỹ thuật sàn T-Rex xả khóa tài khoản của Khang vì phát hiện có giao dịch bất thường, Khang vào group Telegram của sàn T-Rex yêu cầu mở tài khoản, trả lại số tiền Khang đã nạp. Sàn T-Rex đã yêu cầu Khang phải xác thực thông tin cá nhân đối với tài khoản này. Khang thuê người lấy lại mật khẩu tài khoản Facebook, chụp ảnh để Khang xác thực tài khoản trên sàn T-Rex nhưng không được sàn này mở lại tài khoản. Nhâm Hoàng Khang liên tục truy cập vào sàn T-Rex lấy thông tin 29.000 khách hàng, tạo truy cập giả với số lượng lớn. Liên tục làm những lệnh rút tiền từ sàn T-Rex và nhắn tin vào group Telegram của sàn T-Rex đe dọa, uy hiếp sẽ làm sập sàn T-Rex. Yêu cầu phải đưa 20.000 USD mới cung cấp thông tin để khắc phục lỗi, nếu không sẽ công bố cho khách hàng biết sàn T-Rex bị tấn công. Từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021, phía ông C chuyển khoản cho Nhâm Hoàng Khang 433,6 triệu đồng. Ngày 16 tháng 6 năm 2021, ông C gửi đơn đến Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, tố cáo hành vi của Nhâm Hoàng Khang. Ngày 1 tháng 10 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố Nhâm Hoàng Khang để điều tra tội cưỡng đoạt tài sản. Ba ngày sau, Khang bị bắt tạm giam cho đến ngày nay. Đến ngày 25 tháng 11 năm 2021, vụ án cho các cơ quan tố tụng Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra theo thẩm quyền. Cáo trạng cũng cho biết, Nhâm Hoàng Khang thừa nhận có nhắn tin qua Zalo với nhân viên của ông C, nhưng không thừa nhận hành vi nhắn tin đe dọa. Uy hiếp sẽ gửi email đến 29.000 khách hàng của sàn T-Rex. Nhâm Hoàng Khang cũng khai, số tiền 291,8 triệu đồng nhân viên của ông C nhiều lần chuyển vào tài khoản của Khang là tiền chủ sàn T-Rex trả công cho Khang do Khang đã phát hiện ra lỗ hổng trên sàn T-Rex. Tuy nhiên sau đó Nhâm Hoàng Khang đổi lời khai, nói rằng Khang tham gia cuộc thi do lỗ hổng bảo mật do sàn T-Rex tổ chức và Khang đã thắng cuộc nên được thưởng tiền. Cơ quan điều tra cho rằng lời khai của ông C và nhân viên cũng như các chứng cứ là phù hợp với nhau, đủ căn cứ xác định Khang đã đe dọa, uy hiếp tinh thần để chiếm đoạt tiền của ông C, hack tài khoản cá nhân cung cấp thông tin cho bà Phương Hằng. Đáng chú ý, ngoài hành vi trên, cơ quan tố tụng cho biết quá trình điều tra, hacker Nhâm Hoàng Khang còn khai nhận liên quan tới bà Nguyễn Phương Hằng, cựu CEO công ty cổ phần Đại Nam. Bị can Khang đã xâm nhập vào tài khoản Facebook tên đạo diễn Hoa Hạ của bà PTAP, sau đó cung cấp thông tin qua tài khoản Zalo cho bà Nguyễn Phương Hằng. Nhâm Hoàng Khang còn khai nhận đã lấy danh sách 85 tài khoản người dùng, đăng tải một số hình ảnh lên trang nội bộ của báo điện tử VOV. Do bà P xác định không bị thiệt hại và không tố cáo và báo điện tử VOV xác định danh sách 85 tài khoản người dùng không liên quan đến website của báo nên Công an Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt vi phạm hành chính Nhâm Hoàng Khang. Cáo trạng cũng cho biết quá trình thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và thi hành lệnh khám xét nơi ở của Nhâm Hoàng Khang tại phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ 0,019 gram ma túy của Khang cất giữ để sử dụng. Do khối lượng ma túy chưa đủ định lượng để khởi tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, nên ngày 18 tháng 3 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh có công văn đề nghị Công an quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Khang. Hacker Nhâm Hoàng Khang bị bắt vì tống tiền đường dây cờ bạc. Mùng 4 tháng 10 năm 2021, showbiz ngày 21 tháng 9, nghệ sĩ Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Ngày 21 tháng 9 năm 2021, Công an Thành phố Hồ Chí Minh rà soát nội dung tố giác nghệ sĩ của bà Nguyễn Phương Hằng. Mùng 3 tháng 10 năm 2021,